Hello, chào các bạn. Trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn một số những cái điều mà ở Đức cấm hay là hạn chế, nhưng ở Việt Nam thì không hề bị cấm. Ok, lấy cái bếp bắt đầu. Điều thứ nhất đó chính là Krankenversicherung, đấy là bảo hiểm sức khỏe ở Đức. Hay là nói chung ở Đức có rất nhiều thể loại các loại bảo hiểm, và trong đó sẽ có một số những cái loại bảo hiểm mà các bạn bắt buộc phải đóng. Khi mà các bạn đã đặt chân vào nước Đức rồi thì các bạn bắt buộc phải đóng bảo hiểm. Các bạn không thể nào đến nước Đức mà nói rằng tôi vẫn còn trẻ và tôi vẫn còn khỏe, tôi không ốm đau bệnh tật cả năm không đi bác sĩ lần nào, nên tôi không muốn đóng bảo hiểm và tôi không cần phải đóng bảo hiểm. Không phải như vậy các bạn ạ. Các bạn có khỏe như trâu thì các bạn cũng vẫn phải đóng bảo hiểm. Và không chỉ là người nước ngoài mà bản thân người Đức cũng vậy thôi. Nếu họ mà không đóng bảo hiểm mà đến lúc mà bị phát hiện ra ấy, thì họ sẽ phải đóng toàn bộ cái số tiền bảo hiểm mà đáng lẽ ra họ phải đóng. Đấy, thì ở Việt Nam mình là tự do đóng bảo hiểm chứ không phải là bắt buộc. Có rất là nhiều loại bảo hiểm, hay là có một số những cái loại bảo hiểm mà các bạn bắt buộc phải đóng. Cho đến thời điểm này thì mình bắt buộc phải đóng bảo hiểm là Krankenversicherung, Rentenversicherung. Rentenversicherung là bảo hiểm hưu trí. Và nếu sau này mà các bạn có ô tô thì các bạn cũng đóng bảo hiểm ô tô luôn, và bắt buộc phải đóng. Và cũng phụ thuộc vào cái trình độ lái xe của các bạn. Nếu mà các bạn mà là người bắt đầu lái xe thì các bạn cũng sẽ phải đóng mức phí cao hơn mức phí bình thường. Điều thứ hai đấy là Schulpflicht. Ở nước Đức, Schulpflicht có nghĩa là giáo dục bắt buộc, các bạn bắt buộc phải đi học. Với cái tiêu đề là 10 điều cấm ở Đức nhưng không cấm ở Việt Nam thì tiêu đề nào hợp lý nào? Cấm học sinh không được không đi học. Thì ở nước Đức các bạn sẽ bắt buộc phải đi học phổ thông. Nghĩa là thường thì sẽ là 6 tuổi các bạn sẽ đi vào lớp 1 và sẽ bắt buộc phải đi học đến năm 18 tuổi. Ở Đức sẽ không có cái chuyện là các bạn được homeschooling con của mình ở nhà đâu. Nghĩa là tự dạy con ở nhà, thì ở nước Đức không chấp nhận việc đó. Và cái việc phải đi học này các em không phải đóng học phí. Trừ trường hợp là các em không thể đi học được vì lý do tâm lý hay vì lý do sức khỏe thì các em mới được ở nhà, còn không là sẽ bị lôi cổ đi học luôn đấy các bạn. Còn ví dụ như bố mẹ nào mà không cho con đi học hay các con mà không đi học ấy thì công an sẽ đến nhà lôi cổ và có khi phạt luôn cả bố mẹ luôn đấy. Ở Việt Nam mình thì khác, ở Việt Nam mình sẽ không có cái việc là giáo dục bắt buộc. Việc đi học là do gia đình phải tự chi trả kinh tế, và nếu gia đình không có đủ kinh tế thì con cũng ở nhà luôn. Chính vì cái điều này mà có rất nhiều bạn muốn đi học đại học nhưng vì không có tiền nên là đành phải ở nhà, chứ không có sự hỗ trợ gì để giúp các bạn đi học. Ví dụ như ở bên này, các bạn sau 18 tuổi, các bạn muốn học đại học nhưng các bạn không có đủ kinh tế. Ví dụ như sang bên này thì một kỳ các bạn sẽ phải đóng từ 300 đến 500 một kỳ. Đấy là cái tiền mà bao gồm hỗ trợ sinh viên hay là tiền đi lại. Các bạn đi học đại học sẽ không mất học phí, nhưng các bạn vẫn phải đóng phí cho những cái phí khác. Thì nhà nước sẽ có những cái hỗ trợ để cho học sinh, sinh viên được đi học. Điều tiếp theo đấy chính là Ruhezeit. Ruhezeit là cái giờ yên lặng ở nước Đức. Giờ yên lặng ở nước Đức, nếu các bạn đã từng theo dõi mình hay là từng nghe về nước Đức rồi thì các bạn cũng biết là ở nước Đức cái giờ yên lặng này rất được tôn trọng, được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ví dụ như vào ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật được gọi là Ruhetag, có nghĩa là ngày mà các bạn phải giữ yên lặng. Thậm chí là hút bụi các bạn cũng không được hút bụi luôn, bởi vì nó ẩm. Nếu các bạn hút bụi thì hút ở cái mức độ nhẹ nhẹ thôi để nó không to ấy. Chứ còn nếu mà mức độ nó to ấy, thì là cũng không được. Thật ra cái điều này ấy, thì mãi về sau mình mới biết. Còn cái hồi mà mình ở ký túc xá thì mình hút bụi thường xuyên và mình cũng không để ý đến cái giờ Ruhetag hay Ruhetag gì hết. Mình thích hút bụi lúc nào thì mình làm, hay mình thích làm to lúc nào thì mình làm. Bởi vì thật sự là hàng xóm bên nhà mình, nghĩa là các bạn ở cùng ký túc xá ấy, còn ầm hơn cả mình cơ, nên dù mình có làm ầm thì các bạn cũng chả nói gì. Từ khi mà chuyển sang nhà mới và ở cùng với hàng xóm khác thì bắt đầu mình cũng phải chú ý đến cái Ruhetag rồi. Thời gian cần phải giữ yên lặng ở Đức thì nó được chia làm hai cái khoảng thời gian là Nachtruhe, từ 22 giờ tối cho đến 6 giờ sáng, và Mittagsruhe là thời gian nghỉ buổi trưa, nghĩa là từ 13 giờ đến 15 giờ. Trong cái khoảng thời gian này các bạn sẽ không được nghe nhạc to hay làm những cái gì to, gọi là mức độ to ngoài cái Zimmerlautstärke. Ví dụ như là nghe nhạc to hay là khoan cắt, bởi vì trong thời gian đấy mà các bạn khoan cắt là hàng xóm ra khoan các bạn luôn các bạn.
Tất nhiên thì ở mỗi một cái chỗ các bạn ở nó sẽ có quy định cái Ruhezeit, cái thời gian yên tĩnh khác nhau. Thì khi các bạn ở một chỗ nào đó, khi mà các bạn đang sinh sống ở đâu thì các bạn chú ý cái Hausordnung, nghĩa là cái quy định của cái tòa nhà đấy như thế nào đấy. Tất nhiên là cũng phụ thuộc vào những người hàng xóm của các bạn. Ví dụ như là các bạn tổ chức bữa tiệc hay các bạn làm cái gì đấy to thì có những cái hàng xóm rất là dễ tính. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình cũng sẽ chả hơi đâu mà đi ra than phiền cả, trừ khi là nó rất là to hay là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì mình mới gọi là góp ý kiến thôi. Và cũng liên quan đến Ruhetag hay là Ruhezeit thì ở nước Đức sẽ có một số ngày mà mình không được nhảy nhót hay là tổ chức những cái sự kiện gì liên quan đến ăn mừng, vui múa, nhảy nhót. Ví dụ như vào ngày Karfreitag là cái ngày mà các Kitô tưởng nhớ hay là thương tiếc đến cái sự chịu đựng đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Và cái ngày Karfreitag còn được gọi là Stiller Tag. Nói chung là trong cái ngày này, hiển nhiên nếu các bạn kiểu là ở nhà nghe nhạc to đùng đùng ấy, thì đấy là do các bạn thôi. Nhưng mà có những cái hàng xóm mà người ta theo đạo chẳng hạn thì người ta sẽ không hề thích mình như thế, bởi vì đấy là cái văn hóa của người ta. Vào cái ngày này là người ta sẽ không mở nhạc tưng bừng để quẩy đâu các bạn. Nên là ví dụ như các bạn sang đây thì các bạn cũng chú ý, về thật ra là mình ngày xưa mình cũng không biết. Và mình vẫn cứ nghe nhạc các thứ bình thường thôi. Thế đến lúc mà bà chủ nhà nhà mình ấy nói là vào cái ngày này mày không nên nghe nhạc, bởi vì cái ngày này là ngày im lặng của nước Đức và sẽ không có những cái hội hè gì hết, nên tao nghĩ là mày cũng nên tôn trọng cái ngày lễ này của chúng tao. Và mình cũng có đọc được là vào cái ngày Karfreitag ấy, chỗ nào mà tổ chức sự kiện nhảy múa là đều phải hoãn lại, hay là nếu mà vẫn cứ tiếp tục tổ chức là còn bị ăn phạt cơ các bạn ạ. Điều cấm tiếp theo đấy chính là bảo vệ thông tin cá nhân, Datenschutz. Nếu các bạn sang Đức rồi thì chắc các bạn cũng biết cái Datenschutz cũng được bảo vệ rất là nghiêm ngặt ở Đức. Nếu các bạn vi phạm cái việc bảo vệ thông tin cá nhân, nghĩa là các bạn đưa thông tin của một người khác sang người thứ ba mà không có sự cho phép của người đó, thì các bạn sẽ bị phạt đấy các bạn. Tất nhiên nếu các bạn bị kiện. Và đối với Datenschutz thì mình sẽ có chụp ảnh này hay là ghi âm. Cái việc mà các bạn ghi âm lén và truyền tải lên trên mạng mà không có sự đồng ý của người đó thì người ta có quyền kiện các bạn ạ. Ngày xưa thì đúng thật là ở nhà ấy, mình có quay thì mình quay thôi, thậm chí là khi mình quay thì mọi người còn xông vào màn hình và vẫy chào các kiểu đúng không? Thì ở bên này người ta lại không thế. Ví dụ như mình quay lớp học của mình chẳng hạn thì mình cũng phải hỏi các bạn của mình rồi. Bọn mình không cần phải có một cái tờ giấy gì đấy, theo quy định là phải có một cái tờ giấy để mà người ta ký là đồng ý cho mình quay. Nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng phải cứng nhắc như vậy các bạn ạ. Chỉ có điều là ví dụ người ta đồng ý cho mình quay rồi mà không có cái tờ đơn là người ta đồng ý, thì một ngày nào đó người ta bảo là mặt tôi ở trên video như thế này và tôi không thích, là mình phải gỡ cái video của mình xuống. Khi mà các bạn sử dụng những cái ghi âm ý mà đưa ra tòa là những cái video đấy không được tính và không có hiệu lực khi mình mang ra tòa. Thì nhiều khi mình cũng đặt câu hỏi là bây giờ mình muốn chứng minh rằng là người này làm cái điều này thật thì mình sẽ chứng minh bằng cách nào? Chẳng nhẽ mình sẽ bảo là ok, tôi xin phép được quay video âm trong cái đoạn nói chuyện này nhé, thì hiển nhiên là người ta sẽ không thể hiện những cái hành động xấu ấy ra rồi đúng không? Mình cũng không hiểu nữa. Nhờ nước Đức này tất cả mọi bằng chứng đều được chứng minh qua chữ viết, qua giấy tờ. Nên là ví dụ như các bạn mà sang đây đi làm hay là bất cứ một cái gì, các bạn hãy giữ lại biên lai, giữ lại tất cả giấy tờ. Và nếu mà các bạn có bàn giao công việc hay bàn giao bất cứ cái gì, các bạn phải viết ra các bạn ạ. Nói chung là tất cả những cái gì nó không thể thông qua bằng lời nói, tất cả được thông qua giấy tờ có chữ ký của mình hết các bạn ạ. Đấy là cái cách an toàn nhất. Chứ còn những cái kiểu như là nói chuyện qua mồm hay bàn giao qua mồm ấy, lời nói gió bay mà, mình có kéo lại gió đâu. Theo đấy là liên quan đến chó mèo. Ở bên Đức, việc ăn thịt chó, thịt mèo là bị cấm luôn các bạn ạ. Thậm chí là cái việc mà các bạn nuôi chó mèo không cho nó ăn đầy đủ ấy, hay là hành xác nó ấy, thì các bạn cũng sẽ bị phạt tiền, hoặc là các bạn cũng sẽ được đi tù luôn, được ăn cơm tù 3 năm liền các bạn. Nên là khi mà các bạn nói là ở Việt Nam mình hay ở một số nước châu Á là có việc ăn thịt chó, thịt mèo mà người ta hãi hùng lắm ấy. Thật sự luôn. Ngày xưa mình đi au pair và mình đến nhà bà có hai con mèo nhìn đẹp lắm. Mình vô tư kể chuyện thôi. Ui nhà bà mèo béo thế.
Mèo béo này bên nhà chúng tôi là dễ mất lắm, dễ bị thịt. Kiểu cách đây 10 năm các bạn ạ. Thì mình cứ trêu đùa thôi, bà kiểu hoảng hốt. Thật á? Nhà mày ăn thịt chó, thịt mèo? Nhà mày ăn thịt mèo, có cả thịt mèo á? Vâng, nhà chúng tôi ấy, người ta ăn thịt mèo đầy. Có hẳn một phố thịt chó các bà. Sau khi nghe câu chuyện đấy thì bà cũng hãi hùng. Kiểu bà nhìn con mèo của bà ấy, xong bà kiểu tao không thể hình dung được một con mèo đáng yêu như thế này mà lại cho nó lên cái lò và quay thì tao không hiểu nào, trời ơi thật là đáng thương các kiểu. Nhưng mình hiểu là ở nước ngoài, ở các nước phương Tây như đặc biệt là ở Đức thì việc ăn chó mèo thì không có rồi, nhưng mình cũng không biết là bị phạt thật các bạn ạ. Còn nếu một người nào mà ăn lén lút không ai biết thì tất nhiên là pháp luật không thể nào để ý được đúng không? Tiếp theo, điều cấm tiếp theo đấy chính là beleidigung. Beleidigung là kiểu dạng như chửi bậy, chửi người khác, lăng mạ người khác, làm nhục người khác. Thì những cái định ví dụ như khi các bạn chửi bậy này, khi các bạn chửi những người thi hành công vụ này, thì ở Việt Nam mình cũng có cái điều cấm đấy. Khi các bạn chửi lại hay xúc phạm lại người thi hành công vụ thì các bạn cũng bị phạt tiền. Theo như mình đọc được là như vậy. Còn ở bên Đức ấy, thì khi mà các bạn chửi bậy, nghĩa là chửi những cái từ kể cả sai sờ luôn các bạn nhé. Nhưng mà tất nhiên là những cái kiểu sai sờ, cái kiểu chửi chửi như vậy thì cũng chả ai đi kiện các bạn đâu. Khi như khi các bạn chửi người ta hay là có ý cái kiểu gọi là racist beleidigung, là các bạn chửi người ta một cách là phân biệt chủng tộc kiểu kiểu như vậy, là các bạn có quyền kiện các bạn ạ. Và ở nước Đức thì có một số những cái câu chửi người ta còn liệt kê ra cả một list, rồi người ta liệt kê ra cả một khoản tiền mà các bạn sẽ bị phạt. Hiển nhiên nếu các bạn chửi mà người ta không kiện thì không sao, nhưng người ta kiện thì các bạn bị ăn phạt là cái chuyện bình thường đúng không? Nếu các bạn nói là em nói cái câu này suốt, em chửi cái câu này suốt, ví dụ như là hay là chửi người ta ví dụ như vậy, thì bạn sẽ hỏi là chửi thế xong rồi chẳng nhẽ người ta đi kiện. Người ta kiện thật đấy các bạn ạ. Các bạn phải gặp nào người nào hâm hâm người ta đi kiện thật thì các bạn cũng vỡ mồm đấy. Điều tiếp theo chính là Autowaschen vor deinem Haus draußen. Có nghĩa là cấm không được rửa xe ô tô trước nhà. Như ở nhà mình thì ví dụ mình muốn rửa ô tô hay là rửa xe máy thì mình có thể rửa trước trước nhà được đúng không? Nhưng ở bên này thì cấm luôn các bạn nhé. Ở bên này nếu mình muốn rửa ô tô thì mình phải ra cái chỗ wash salon, hoặc là mình phải ra hẳn một cái chỗ để mà rửa ô tô luôn ý. Bởi vì là khi mà mình rửa ô tô thì dầu nhớt nó sẽ ngấm vào, chảy và có khi ngấm vào cái nước nguồn, nên là mình không được phép rửa ô tô ở tại nhà mà phải đến cái chỗ rửa ô tô hẳn hoi. Tiếp theo nữa, đó chính là mở cửa hàng hay kinh doanh theo giờ mà mình mong muốn, ở bên này là cấm luôn các bạn ạ. Ví dụ như ở bên này các bạn mà muốn mở cửa hàng ấy thì cũng sẽ có những cái thời gian quy định rồi. Ví dụ như là các bạn không được mở cửa hàng vào ngày chủ nhật chẳng hạn. Vào cái ngày chủ nhật ấy, thì chỉ cho một số những cái trường hợp đặc biệt được mở cửa hàng thôi. Ví dụ như cửa hàng hoa sẽ được mở vào ngày chủ nhật. Hoặc là ví dụ như vào ngày thứ bảy các bạn chỉ được mở cửa cho đến giờ quy định thôi. Và ở bên này thì những cái cửa hàng thường được mở cửa từ khoảng tầm 8, 9 giờ cho đến 18 giờ hoặc là 20 giờ. Có những cái siêu thị sẽ mở đến 2-3 giờ. Ở nhà mình thì tự dưng hứng lên, mình muốn mở trà đá, thế là mình có thể mở được. Đó, tất nhiên là mình cũng sẽ phải đăng ký, nhưng mà ý mình là mình mở lúc nào thì mở ấy. Còn ở bên này thì không thấy giờ mở cửa hàng, giờ kinh doanh là đều theo quy định hết rồi. Chỉ có một số trường hợp thì các bạn mới được mở vào ngày chủ nhật mà thôi. Điều cuối cùng, nhà mình thì cũng cấm sử dụng vũ khí. Tuy nhiên thì cũng có một số bạn hỏi mình là có cấm vũ khí không, nên mình cũng cho luôn vào cái video này. Ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn thì là mình có thể mua vũ khí, mua súng được thoải mái đúng không? Ở bên này thì không như vậy. Nếu mà mình muốn sử dụng vũ khí thì mình phải có một cái card gọi là Besitzkarte, Waffen Besitzkarte. Và để có được cái tờ card đấy thì các bạn sẽ phải đáp ứng một số những cái điều kiện được đưa ra. Thậm chí là các bạn phải học một lớp để mà đào tạo sử dụng những cái vũ khí như vậy. Tuy nhiên những người mà được sử dụng vũ khí đều là những người trong cái trường hợp đặc biệt rồi, chứ không phải là người dân nào cũng có thể mua vũ khí được. Và liên quan đến vũ khí thì có một lần mình có nói là các bạn có thể sử dụng hơi cay ý. Thì ví dụ như là các bạn được sử dụng hơi cay trong trường hợp tự bảo vệ
bản thân mình. Tuy nhiên thì cái hơi cay đấy nó phải đáp ứng một số những cái điều kiện, ví dụ như là đấy là cái loại hơi cay để mà bảo vệ chống lại động vật tấn công. Khi mà các bạn sử dụng hơi cay ý, mà các bạn xịt vào người ta đã gọi là ôm mặt hay người ta đã ngã xuống sàn rồi thì các bạn không được tiếp tục xịt tiếp hay là cố tình tấn công người ta tiếp. Nếu không thì bạn chính là người gây thương tích và là người có sử dụng vũ khí. Nên là khi mà sử dụng cái bình xịt cay hay là gọi là pepper spray thì các bạn hãy chú ý khi sử dụng nó nhé. Và cái bình xịt cay này các bạn cũng có thể đặt ở trên Amazon hay ở DM cũng có. Thì những cái loại này đều đã được tuân theo những cái quy định của Đức rồi, nên các bạn có thể được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Tất nhiên không phải lúc nào cái điều luật nào nó cũng được đưa ra và bị kiện, các bạn thấy không? Các bạn gặp phải những người khó tính thì hiển nhiên là những cái đấy là cái các bạn phải tránh, bởi người ta có quyền kiện mình và người ta có quyền phạt mình. Tất nhiên là có rất nhiều điều cấm khác nữa các bạn ạ. Ok các bạn, đó là một số điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này về những điều mà ở Đức cấm nhưng ở Việt Nam không bị cấm. Comment ở phía dưới những cái điều nào mà các bạn thấy cấm đúng và hay ở nước Đức, và điều cấm nào các bạn không hề thích ở phần dưới comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.